Lãnh đạo ASEAN-Mỹ ra tuyên bố về phát triển kỹ thuật số. Người dân Philippines sắp được sử dụng thuốc Monopiravir. Thuế bất động sản thúc đẩy thịnh vượng chung ở Trung Quốc. Nhân hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ lần thứ 9 diễn ra vào ngày 26 tháng 10 theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Brunei, lãnh đạo hai bên đã ra tuyên bố về phát triển kỹ thuật số. Lãnh đạo ASEAN và Mỹ đưa ra tuyên bố ủng hộ tầm nhìn ASEAN về một cộng đồng kỹ thuật số và khối kinh tế hàng đầu, được hỗ trợ bởi các dịch vụ, công nghệ và hệ sinh thái kỹ thuật số an toàn và chuyển đổi, đồng thời được đảm bảo bởi không gian mạng an toàn và linh hoạt, thúc đẩy niềm tin và tăng trưởng bền vững trong nền kinh tế kỹ thuật số. Hai bên cũng ủng hộ việc tiếp tục triển khai hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh mạng thông qua các cơ chế liên quan do ASEAN dẫn dắt, cũng như các nền tảng liên quan khác, trong đó có Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về an ninh mạng và đối thoại ASEAN-Mỹ về chính sách mạng, ủng hộ phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của ASEAN nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, bao trùm và thịnh vượng, thúc đẩy phát triển một hệ sinh thái và mạng 5G an toàn, linh hoạt và đổi mới, cũng như trao đổi quan điểm và kinh nghiệm về các mối đe dọa an ninh mạng, các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nhằm hạn chế các chính quyền địa phương bỏ tiền bạc vào các dự án xa hoa lãng phí, Trung Quốc đã hạn chế các thành phố nhỏ xây các tòa nhà siêu cao. Cụ thể, nếu không được cấp phép đặc biệt, các thành phố có dân số dưới 3 triệu người không được xây nhà chọc trời cao hơn 150 mét. Quy định hạn chế các thành phố nhỏ xây các tòa nhà siêu chọc trời do Bộ Phát triển Thành thị Nông thôn và Nhà ở Trung Quốc đưa ra, trong khi các thành phố có dân số dưới 3 triệu không được xây nhà chọc trời cao hơn 150 mét, thì các thành phố có dân số lớn hơn không được xây tòa nhà cao hơn 250 mét. Các quan chức nào cấp phép cho các dự án vi phạm quy định mới sẽ phải chịu trách nhiệm cả đời, có nghĩa là các quan chức đó sẽ là đối tượng bị trừng phạt nếu bị xác định vi phạm quy định sau này. Mặc dù Trung Quốc thừa nhận rằng tòa nhà chọc trời thúc đẩy sử dụng tài nguyên đất nhiều hơn, nhưng ngày càng lo ngại các quan chức địa phương mù quáng theo đuổi các dự án xây dựng mà không chú ý tới tính thực tiễn và an toàn. Đầu năm nay, một tòa nhà 71 tầng cao 356 mét ở Thâm Quyến đã liên tục rung lắc, gây lo ngại về an toàn. Ngày 27 tháng 10, bang New South Wales của Australia đã ban hành luật mới nhằm ngăn chặn người dân giả mạo giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trong bối cảnh bang này đang dần nới lỏng các hạn chế đối với những người đã được tiêm phòng đầy đủ. Luật mới quy định các cá nhân liên quan đến việc làm và sử dụng các giấy chứng nhận tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 sẽ phải chịu mức phạt lên đến $3.800. Luật cấm người dân đưa ra các bằng chứng tiêm chủng giả để vào các khu vực không thiết yếu như là các cửa hàng và nhà hàng. Các nhà chức trách bang New South Wales lo ngại về việc ngày càng có nhiều người chưa được tiêm chủng sử dụng các thông tin tiêm chủng giả mạo để qua mặt cơ quan chức năng. Kể từ hôm 11 tháng 10, thời điểm bang này đạt tỷ lệ tiêm chủng là 70%, những người dân được tiêm chủng đầy đủ đã được nới lỏng dần các hạn chế. Bệnh nhân COVID-19 tại Philippines có thể sẽ sớm được sử dụng thuốc kháng virus Monopiravir của Merck với giá chỉ vài đô la Mỹ từ tháng 11 tới. Nhà nhập khẩu Philippines MedEthics và nhà phân phối Jack Pharma vào ngày 27 tháng 10 đã đưa ra tuyên bố chung sẽ phân phối thuốc Monopiravir tới các bệnh viện ở Philippines từ đầu tháng tới đây. Họ dự định phân phối thuốc do công ty Aurobindo Pharma của Ấn Độ sản xuất dựa trên thỏa thuận với Merck. Số thuốc này ban đầu có thể sử dụng cho 300.000 bệnh nhân dựa trên hệ thống thuốc cứu trợ khẩn cấp. Mỗi viên thuốc có giá từ chỉ khoảng 2 đô la Mỹ đến 2,56 đô la Mỹ. Mặc dù Monopiravir vẫn đang đợi đèn xanh từ các nhà quản lý trên khắp thế giới, nhưng một số quốc gia đã nhập cuộc đua đảm bảo đơn đặt hàng loại thuốc này. Điều này dấy lên lo ngại rằng các nước nghèo vốn đã gặp khó khăn trong việc nhận vaccine ngừa COVID-19 nay có thể bị bỏ lại trong cuộc đua thuốc điều trị COVID-19.
Thưa quý vị, câu chuyện về thuế bất động sản tại Trung Quốc đã được đề cập đến cách đây gần 20 năm. Song mãi cho tới thời điểm này, Quốc hội Trung Quốc mới thông báo sẽ thí điểm đánh thuế bất động sản ở một số khu vực. Đây được coi là một bước đi nhằm cụ thể hóa chính sách thịnh vượng chung mà Chủ tịch Tập Cận Bình đang theo đuổi, tức là phân bổ tài sản ở mức tương đối cho tất cả mọi người thay vì chỉ tập trung ở một số nhóm người. Năm 1998, Trung Quốc thực hiện chính sách tư nhân hóa thị trường nhà ở và cho phép mua nhà giá rẻ, nói cách khác là không đánh thuế bất động sản. Nhiều người nhân cơ hội này đã mua được kha khá bất động sản và có thể trao truyền khối tài sản khổng lồ này lại cho con cháu. Cơ chế thuế bất động sản hiện tại chủ yếu tập trung vào thu thuế ở khâu giao dịch thay vì khâu nắm giữ, từ đó dẫn đến sự chênh lệch giàu nghèo và nhu cầu nhà ở tăng đột biến cho mục đích đầu tư và đầu cơ. Nhà đất hiện chiếm khoảng từ 70 đến 80% tài sản hộ gia đình tại Trung Quốc. Từ năm 1998 đến nay, giá nhà tăng hơn 2.000%, biến Trung Quốc trở thành thị trường bất động sản lớn nhất thế giới với 1.700 tỷ đô la Mỹ doanh số bán nhà mới vào năm 2017, lớn gấp 7 lần nước Mỹ. Những người sở hữu càng nhiều bất động sản sẽ càng giàu lên nhanh chóng qua mỗi cơn sốt đất. Và nhiều khi, họ tự thổi nên các bong bóng bất động sản để đầu cơ thu lời. Đương nhiên, trong bối cảnh này, thì việc sở hữu một căn nhà nhỏ sẽ trở thành giấc mơ ngày càng xa vời đối với những người có thu nhập trung bình hay những lao động trẻ, trong khi số nhà ở bị bỏ không thì ngày càng nhiều lên. Việc đánh thuế bất động sản được coi là công cụ để buộc những người sở hữu kinh doanh bất động sản phải có đóng góp cho xã hội, hay nói một cách mộc mạc hơn là phân bổ lại tài sản của người giàu cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng thu nhập. Đây cũng chính là điều mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh khi nói về chính sách sự thịnh vượng chung. Bê bối nợ của tập đoàn bất động sản lớn nhất Trung Quốc Evergrande có lẽ là giọt nước tràn ly, cho thấy đã đến lúc nước này cần siết chặt hoạt động của các ông lớn trong ngành bất động sản. Khoản nợ của tập đoàn này lên tới hơn 300 tỷ đô la, tương đương với 2% GDP của Trung Quốc. Chỉ khi vụ việc vỡ lở thì giá bất động sản tại Trung Quốc mới chững lại sau nhiều năm. Doanh thu của 100 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Trung Quốc giảm tới 36% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái. Việc đánh thuế bất động sản đòi hỏi tính minh bạch trong thông tin tài sản của các doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp, của giới chức và bất cứ ai sở hữu bất động sản. Minh bạch thông tin tài sản bất động sản là câu chuyện rất nhạy cảm, ngay cả khi Trung Quốc đang nỗ lực đẩy lùi nạn tham nhũng. Vì vậy mà làn sóng phản đối thuế bất động sản cũng đang vô cùng mạnh mẽ. Nhiều chuyên gia nhận định để đưa thuế tài sản vào thực thi, trở thành một nguồn thu chính trong hệ thống tài chính công của các địa phương sẽ còn nhiều gian nan. Việc này không chỉ đòi hỏi khả năng đánh giá, thiết kế thuế, mà còn cần tới cả quyết tâm chính trị và cải cách hành chính. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc nhấn mạnh sẽ kiên quyết không sử dụng bất động sản để kích thích kinh tế ngắn hạn. Nhà để ở không phải để đầu cơ. Để cơ hội tiếp cận nhà ở đến được với nhiều người dân hơn, thuế bất động sản sẽ là yêu cầu bắt buộc trong 5 năm tới. Nếu được triển khai thành công, thuế bất động sản sẽ trở thành nguồn thu lớn, bởi địa ốc và các lĩnh vực liên quan chiếm ít nhất 25% GDP của Trung Quốc. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin GMT+7 tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.